Rồi bây giờ em xin chỉ anh Tuấn cách xóa lỗi như vậy nha. Cái này thực chất không phải là lỗi nữa, mà kiểu như là cái giới hạn cái số lượng cutter của từng bộ phận của máy thôi. Thì bây giờ mình sẽ làm thao tác như vậy ha. Có một copy nè, anh đừng quan tâm trên màn hình có báo lỗi hay gì hết á. Thì em làm thao tác giúp em nha. Bấm reset giùm em nè. 1, 2, 3, nhấn thả nha. Sau đó nhấn là 8, 0, 6, 1, 8, 2. Giữ phím này không buông nha. Rồi đến khi nó hiện ra giao diện như vậy nè ha, anh bấm vào đây nè, System SP nha. Rồi trên bàn phím mình nha, bấm cho em là số là 7622. Rồi thao một cái. Rồi tiếp, anh thấy dòng BM counter reset không? Nghĩa là mình xóa cái counter số đếm của cái từng linh kiện trong con máy á. Rồi bấm bay xuống nét xuống nha. Bấm nét xuống tới hàng này nè ha. Bấm vô tới hàng 100, nó đang báo là Fusion Unit đúng không? Thì bấm vô 115 nè, bấm vô cái 115 nha. Bấm XQ cho em cái, XQ, ok. Rồi sau đó nét xuống cái nữa, bấm vô nét xuống cái nữa, like, nét xuống cái nữa. Lên lại. Bấm vô tới 116 nha. 116, bấm một cái nữa. Rồi báo complete là được ha. Rồi tới bấm 118 nè ha. Cái nữa. Đó là như vậy là được ha. Rồi tiếp theo tới anh phát ra cái mục này nha, exit nha. Rồi anh bấm vào chữ BM counter này ha. Rồi anh chọn dòng on này nè ha. Rồi anh nét xuống này ha, nét xuống anh tìm dòng 115 đó, 115 nha. Đó là anh coi nó đang là xóa hết rồi ha. Như vậy rồi sau đó anh tắt máy okay, tắt máy luôn anh Tuấn ạ. Tắt máy luôn nha. Tắt luôn nha. Rồi, như vậy là xong. Sau đó anh sẽ để khoảng 50 phút sau mở lại là được anh Tuấn ơi. Dạ. Cảm ơn. Dạ.